lắm. Mẹ quê ở nhà rất thích. Thì anh cũng rất là khó khăn. Thì rất may anh được có anh Khánh giúp đỡ cho anh để làm được hàng trăm nuôi có vốn để chăn nuôi kinh tế. Thì hôm qua anh Khánh thì anh cũng gửi cho hai em là số tiền 2 triệu đồng để tôi hai em của làm nhà để gửi cho em cũng. Bye, sau đây anh xin gửi 100 đồng. Ôi giời, xúc động quá quý vị ạ. Để cho em ăn sáng để đi học. Ôi giời, xúc động quá quý vị ạ. Ôi giời, em Lam nói mà Khánh phải rơi nước mắt luôn. Em Lam đã gửi. Em Lam khóc luôn rồi quý vị ạ. Chúc cho hai em khuyết trời. Để cho cuộc sống đỡ khó khăn bên bên bạn. Vì chúng ta là cũng là lá rách với nhau. Giờ em có cái hành động như thế là nhiều người là lá lành nhưng mà cũng không làm được. Chào em. Con chào bác. Chào bác. Đây là bác trai của hai cháu đấy hả? Chỗ cháu Phường và Phương Thảo đấy hả? Ok em chào chị. Chị tên là chị Nguyệt đúng không? Chị Nguyệt. Kính thưa quý vị, hôm nay Khánh đang quay trở lại với thôn Phúc Tùng, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thì trên cái hành trình mà đi giúp đỡ cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt đấy ở khu vực miền Trung đấy quý vị. Thì hôm nay Khánh lại quay trở lại với hai em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đấy quý vị. Bởi vì trong những ngày vừa qua, sau khi mà Khánh kết nối cái câu chuyện của hai bé lên ấy, thì cũng được là đông đảo các nhà hảo tâm, các quý vị khán giả chúng ta quan tâm. Và hôm nay thì Khánh quay trở lại đây để chia sẻ với hai bé về những cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Đồng thời thì cũng có một cái buổi làm việc với gia đình phía bên nồi đấy của hai cháu quý vị nhé. Bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh vào phía trong để chúng ta trò chuyện với hai cháu cũng như là gặp gỡ những người thân trong gia đình của hai cháu một chút. Mấy hôm nay trên đây mưa to không bác? Cũng vừa nhưng mà suốt. Trên đây cũng vừa hả? Cũng vừa mưa suốt. Rồi ok, Phường, đây là Phường đúng không? Rồi. Sao hôm nay sao mặt mũi có vẻ mùn lên nhiều thế? Không biết hả? Rồi ok, chú chào cháu. Hôm nay chiều nay không đi học hả? Dạ không. Học một buổi hả? Rồi Phương Thảo dễ thương quá. Mấy bữa nay có khỏe không? Dạ cũng bình thường. Chăm học không? Dạ có. Có chăm học hả? Tốt quá. Lam, hôm nay quý vị ạ, hôm nay đi cùng với Khánh ở đây thì có một nhân vật rất là đặc biệt. Đấy, đó là Lam Tí Hon. Đấy, Lam chào mọi người cái. Em là Lam Tí Hon. Hôm nay lý do vì sao là Lam lại đồng hành cùng với anh Khánh lên đây? Dạ em muốn đi xem theo anh Khánh đi xem gia đình của em Phương Thảo. Như thế nào? Đây là chỗ bạn Lam Tí Hon bác này. Lam Tí Hon là người ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong một cái gia đình rất là nghèo lắm, mẹ đơn thân. Và khi mà cách đây được 4 tháng về trước ấy, khi mà chưa gặp cháu ấy, thì Lam là còi cọc yếu ớt lắm. Đấy, rồi là răng là bị cái bệnh về răng miệng không có răng nữa. Thế nhưng mà bây giờ sau khi mà cháu kết nối là giúp đỡ cho là có tiền đi làm răng này, có tiền làm vốn làm phát triển kinh tế, bây giờ là em tự tin lắm. Thế mà vừa rồi là được các mạnh thường quân là chia sẻ cho 8 triệu đồng làm vốn để chăn nuôi vịt. Thế mà vẫn nhường lại 2 triệu đồng đấy, để giúp đỡ cho hai bé Phương Thảo nhà mình với là chỗ Phường đấy. Cảm ơn cháu nhá. Bây giờ có răng rồi, hàm trên đấy, hàm trên đấy. Trước là chỉ có hàm dưới thôi. Bây giờ hàm trên có răng rồi. Thì hôm nay là bé Phương Thảo, bé Cầu Lam là cũng muốn là ra đây để có chút động viên về mặt tinh thần với hai em nhỏ, hai em mồ côi ở đây.
cũng như là biết về cái gia cảnh của chỗ hai cháu. Dạ. Ôi, hôm nay mấy hôm nay là bác vẫn khỏe chứ? Cũng bình thường thôi. Dạ. Dạ dạ. Thế thì hôm nay cháu quay trở lại đây đấy. Quay trở lại đây bởi vì cũng có một số cái nội dung mà cháu cũng muốn là gặp gỡ hai em là chỗ Phường với là Phương Thảo đấy. Dạ, đồng thời thì con cũng muốn là trò chuyện với những người thân là những người lớn đấy, là những người thân của hai cháu một chút. Dạ, bởi vì là các mạnh thường quân trong những ngày vừa qua thì cũng có đồng cảm với cái câu chuyện là hai em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dạ, và cũng có những cái kế hoạch cũng muốn phần nào đó chia sẻ khó khăn với hai cháu. Dạ bác ạ. Vâng. Dạ dạ dạ. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào nhà một chút nè. Dạ, vào nhà một chút. Ok, vào nhà một chút. Đây là cái căn nhà mà lần trước thì Khánh đã ghi hình để cho quý vị chúng ta cũng biết rồi đây. Đó. Hiện nay thì hai cháu Phương Thảo và cháu Phường thì đang ở trong cái căn nhà này. Đấy, trong cái căn nhà này là một cái hoàn cảnh rất là tồi nghiệp quý vị. Hai cháu thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì đằng sau đây, đây là bác trai vén cái Zido này lên thì sẽ là cái bàn thờ của ba mẹ cháu Phường với là Phương Thảo đấy quý vị. Đó. Các cháu đang còn rất là nhỏ nhưng mà đã mất đi cái sự mất đi người cha và người mẹ của mình rồi, thiếu đi cái tình yêu thương của cha, vắng đi cái sự chăm sóc của mẹ, rất là tội nghiệp quý vị. Đấy, trên cái bàn thờ đây là cái di ảnh của bốn người, ông bà nội, ông bà nội và cha mẹ của các cháu đây luôn quý vị này. Thì khi mà biết về câu chuyện là hai cháu ở trong một cái làng quê nghèo, trong một cái gia đình cũng ba mẹ cũng không để lại cho các con được cái gì cả, thì các nhà hảo tâm chúng ta cũng rất là thương, cho nên là cũng muốn là có một cái sự chia sẻ nào đó về mặt tinh thần cũng như là vật chất để giúp cho hai cháu. Thế thì hôm nay bác à, lần trước thì cháu nghe bác ngồi xuống đi. Vâng. Dạ. Lần trước thì cháu nghe là chỗ cháu chỗ nhà của Phương Thảo đấy là có ba anh em. Dạ. Thì cái anh lớn là ở đâu bác? À, em là anh trai của ba của hai em nhỏ đấy hả? Dạ. À, em tên là gì? Em tên Pháp. Em tên là Pháp à? Dạ. À, thế Pháp là hiện nay thì đang làm gì ở đâu? Em làm ở ngoài Hà Nội ạ. Em làm ngoài Hà Nội á? Dạ. À, bây giờ đang làm công việc gì ngoài đó? Em làm quảng cáo. Làm quảng cáo hả? Dạ. Là làm cho cái công ty quảng cáo chuyên thiết kế biển bảng các kiểu hả? Dạ đúng rồi. À, thế mình là làm thợ thiết kế hay là mình đi thi công để lắp ráp các cái biển bảng? Đâu, em chỉ là thợ đi lắp ráp, đi công trình lắp ráp thôi. À, làm thợ đi công trình lắp ráp thế hả? Dạ. À, thế làm ở đó được lâu chưa? Em làm ở đó thì lúc trước thì em làm cơ khí, nhưng mà đợt sau này thì em lại làm đó được một năm rồi. Ừ, làm đó được một năm hả? Thế làm trên đó thì thu nhập khá không em? Dạ cũng tâm trúng thôi anh ạ. À, vì cũng bây giờ tâm trúng cụ thể anh hỏi tế nhỉ một chút, nhưng bây giờ em đi làm một tháng được bao nhiêu tiền? Thì được tầm 8 triệu tất 8 cả triệu. Anh. À, nhưng mà còn thế thì 8 triệu như thế thì cũng đủ để lo được cho các em hả? Dạ thì cũng là lo phần nào đó cũng hả? cũng là lo được ấy. À, tôi dạ. Cũng lo được đúng không? Rồi lâu nay là cũng khá như thế thì cũng chắc là cũng gửi được tiền về để lo cho em thường xuyên chứ? Dạ, thường xuyên thì nói thật anh là cũng đợt này nó dịch cái công việc làm cho công ty tư nó cũng không đều. Ừ. Thì mình nghỉ thì cũng không được. Ừ. Nên là cũng lúc nào mà làm việc đều thì em có gửi về, mà không đều thì cũng gọi là cũng hỗ trợ được ít thôi, không được nhiều. Ừ. Dạ. Thế rồi bây giờ thì gia đình ba em thì không may ba mẹ lại mất sớm như thế. Yeah. Hai em thì đang còn rất là dài, chỉ một mình em là cái lớn hơn.
trưởng thành hơn thì em có kế hoạch gì, định hướng gì cho các em của em không? Dạ, giờ thì nói thật ra là em chỉ là đủ sức để nuôi nó lên hết cấp 3 thôi. Ừ. Còn sau này mà nó lực học của nó mà nó tốt thì là sẽ có học bổng hay là gì đó thì sẽ nuôi giúp đỡ một phần nào. Còn mà học lực nó mà sau này mà nó không lên được đại học hay gì thì em cũng thì cho nó đi ra làm với em thôi. Ừ. Thằng em thì đi làm với em thôi, còn con bé thì thật em cũng ra xã hội chưa được nhiều, nhưng mà nghề con trai thì em đi làm tại chân thôi. Ừ. Con bé thì em cũng chưa biết định hướng nó là đi làm được cái công việc gì. Ừ. Dạ. Tức là cũng đang rất là mơ màng, đang rất là mơ hồ ha. Dạ. Cũng chưa biết là em làm thế nào để dìu dắt các em để có được một cái tương lai cho các em thật tốt, đúng không? Dạ, vì em là tại vì em bây giờ cũng là đi làm cho người ta thôi. Ừ. Không phải là làm tổ trưởng hay làm gì mà cân nhắc được. Ừ. Dạ. Em thì là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em là sinh năm 93. 93 ha? Dạ. À, thế đã lấy vợ có con gì chưa? Dạ, rồi. À đây à? Được mấy đứa con rồi? Hai đứa con rồi hả? Dạ. Ồ, 93 mà có vợ hai con rồi là cũng khá đấy. Thế con của em lớn chưa? Đứa lớn nhất mấy tuổi rồi? Em là học lớp 3, lớp 2. Ôi giời, thế chú lấy vợ sớm thế? Hả? Ôi giời ơi. Đứa lớn nhất học lớp 2 rồi hả? Dạ. Lớp 2 hay lớp 3? Lớp 2. Ở lớp 2 là 8 tuổi đó hả? Dạ, là 8 tuổi. Ôi giời, 8 tuổi mà chú sinh năm 93 là năm nay mới có 20... 28. 28 tuổi, thế là 20 tuổi lấy vợ rồi à? Ôi giời ơi. Lấy vợ sớm thế. Khá quá. Rồi. Thế bây giờ nếu mà anh tưởng là chú đang còn độc thân vui vẻ, chứ còn nếu mà bây giờ có vợ có con như thế rồi thì lương 8 triệu một tháng này thì mỗi một tháng như vậy thì có dành ra được khoảng tầm vài triệu để giúp đỡ cho các em không? Hả? Giờ còn giờ cùng mình cũng cân đối với anh, giờ cũng cũng không biết là được như thế nào. Mình các em ở nhà ngoài thông cảm mà cân đối cho anh nữa thôi. Rồi ok, anh trò chuyện một chút để anh biết về cái những cái thành viên trong cái gia đình của các em đấy. Yeah. Nhá. Yeah. Rồi Pháp ha. Đấy. Hôm nay quý vị, hôm nay Khánh quay trở lại với gia đình của chỗ em Phương Thảo với là chỗ em Phường đấy. Thì có một số hàng xóm láng giềng, chú gì cô bác thì đến đây Khánh cũng không rõ nữa. Nhưng mà thấy là mọi người đến đây cũng khá là đông quý vị. Đấy, bên này nữa này. Đấy, bên này nữa. Ôi rồi. Đấy, chào các chị nhá. Biết có được cái gì không mà đến mừng rồi ạ? À, biết ngày hôm nay cháu đến đây có được cái gì không? Chú vui chứ là cho chú là bình mừng kìa. Nhưng mà có biết chú là ai không? Không đúng không? Chú xe con đến là mừng rồi chứ không. Ôi biết chú là ai. Xe mè đến nó mới mừng, xe con thì không mừng lắm. Bởi vì xe con là xe của ngân hàng. Xe mè là xe của chủ tịch tập đoàn đấy. Không, xe ngân hàng mới có bạc nữa. Có bạc để cho nâng từ cái nhà đến chú đấy. Thì quý vị ạ, hôm nay Khánh quay trở lại đây đấy, thì cũng có hai cái nội dung mà Khánh muốn chia sẻ với toàn thể quý vị. Cái nội dung thứ nhất đó là quay trở lại để thông báo cho hai em Phương Thảo với chỗ em Phường ở đây cũng là đài gia đình chỗ hai em về cái khoản tiền mà các cô chú các anh chị chúng ta đã gửi về để giúp đỡ cho các em. Đấy, đồng thời thì có một số cái món quà bằng hiện vật mà các cô chú ở bên Úc rồi ở bên và ở Việt Nam chúng ta gửi về để tặng cho Phương Thảo. Phương Thảo nhé. Rồi. Và cái nội dung thứ hai mà Khánh trong cái buổi ngày hôm nay Khánh sẽ làm việc đấy, quay trở lại với chỗ gia đình cháu Phương Thảo đấy để làm việc, đó là sẽ có một cái buổi ít phút làm việc với những người thân là bác cũng như là những người anh em ruột và anh em họ chỗ Phương Thảo. Thế thì đầu tiên này Phương Thảo này, hai cháu lên trên này ngồi đi. Phương Thảo với là Phường đi sang bên này ngồi, để nhận quà này. Đấy.
Rồi, cháu ngồi vào đó, cháu ngồi vào chỗ ghế đó đi. Chị Nguyệt dịch ra sau một chút cho hai em ngồi đó đi. Phương Thảo ngồi đó đi, ngồi đó để chú mở quà cho, ngồi lên cái ghế cao cao trên cho nó hoành tráng. Đấy. Ngồi lên, ngồi cùng phía bên đó đi, ngồi cùng phía đi, ngồi cùng phía đi. Đó, đấy cùng phía ngồi vào đi Phương. Ngồi Phương. Đó, đấy ngồi mạnh dàn vào. Thế chú hỏi một chút này, tình hình là ở trên này thì về mùa đông có lành lắm không? Dạ có. À. Dạ. Lành lắm ha. Dạ. Ừ. Thế từ bữa từ khi mà mẹ mất, ba mất đến giờ thì rồi có tiền để mua áo quần mới không? Dạ không. Hả? Dạ không. Không có tiền mua áo quần mới dạ. À? À, thế cứ mặc áo quần cũ thôi ha. Dạ. Thế rồi ngủ ngáy ở trên này mà lành như thế thì có chăn mùng cho nó ấm áp để đắp không? Dạ, cũng có. Có chăn màn á? Dạ. À, rồi. Thế hôm nay này, hôm nay chú Khánh lên đây đấy. Dạ. À, Phường cứ ngồi thẳng lên em. Đấy, cháu tập cái phong thái cho nó tự tin mạnh mẽ lên nhá. Dạ. À, dù mình trong một cái hoàn cảnh gia đình có khó khăn, có vất vả, nhưng mà mình phải luôn luôn mạnh mẽ rồi. Đừng có rụt rè, đừng có nhút nhát gì hết nhá. Dạ. Bởi vì chính cái cá tính, cái tính cách của mình á, cái sự mạnh mẽ của mình á, cái quan điểm của mình á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của mình rất là lớn. Dạ. Cháu hiểu không? Dạ. Đấy, cho nên là không có gì mà mình phải rụt rè hết. À, vẫn biết rằng là người ta nói là mành vì gạo, bào vì tiền. Gia đình mình nghèo, bố mẹ mình là mất rồi, cho nên là mình cảm thấy rằng là lép vế trong xã hội, nhưng mà không sao cả. Mình hãy sống tốt và hãy cứ mạnh mẽ lên nhé. Yeah. Ok. Thì hôm nay chú Khánh này, chú Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm có những món quà để tặng cho hai cháu nhé. Rồi. Thì đâu? Đây đây, đầu tiên này. Này, đây là cái đầu tiên là chú nói với cháu này. Có chị có cô Nghiêm Thị Hành. Cô Hành ở trong Lộc Ninh, Bình Phước ấy. Dạ. Cô Hành có gửi về cho chú Khánh là 2 triệu đồng. Dạ. Nhá. Dạ. Để tặng cho hai cháu. Dạ. Và cái số tiền này thì cô Hành nhờ là mua cho hai cháu những cái sản phẩm dùng cho cá nhân mình. Đấy, như là sữa tắm, dầu gội, rồi là áo quần nhá. Đấy, thì nào. Em đứng chỉnh vào phía trong một chút đi. À, Phương đứng vào phía trong. Rồi, ấy đứng phía ngoài, em đứng sang bên này đi. Đấy. Đầu tiên cứ đếm từng đôi, từng quà một nè. Đầu tiên nhá. Đây là dầu gội, dầu xả. Đây là một cái bồ dầu gội, dầu xả mà cô Hành ấy nhờ chú Khánh lấy trong cái cửa hàng nhà chú ấy. Dạ. Cái này là hàng Nhật nội địa nhá. Nhà chú đang bán cái sản phẩm này rất là tốt. Dạ. Thì cô Hành là nhờ chú là mua lấy cái sản phẩm đó để tặng cho cháu luôn. Yeah. Đấy, dầu gội dầu xả này mà cháu gội xong là tóc của cháu nó không lơ phơ kiểu này nữa. Yeah. Nó sẽ mượt mà lên nhá. Yeah. Thích không? Yeah, thích. Lâu nay đã bao giờ được dùng cái dầu gội xịn của nước ngoài chưa? Yeah, chưa. Chưa hả? Yeah. Đợt này gội để cho đẹp gái lên nhá. Yeah. Rồi, tiếp theo. Đây là sữa tắm em. Tiếp theo đây là cái hộp sữa tắm à? Chai sữa tắm. Chai sữa tắm à? Đấy, sướng thế, chú Khánh chưa bao giờ được dùng sữa tắm đâu. Không thật. Thiệt luôn. Đấy, chú cứ toàn là cái máy xà bông Lifebuoy là diệt khuẩn trong vòng 30 giây thế là xong rồi. Rồi. Tiếp theo là các nhu yếu phẩm của em này. Ờ, cái này nè. Đấy. Để đi Nguyệt San của em nha. Rồi, đồ lót này. Là của công nghiệp thì Hành mua tặng cho em nhá. Hả? Cái gì? Đồ lót. Cái gì, những cái gì? À, những cái đồ cá nhân của chị em phụ nữ á. Chị mua đồ tốt cho em này. Cảm ơn. Đôi giày này. Đấy, Phương đứng dịch sát vào một tí. Mua đóng bằng giày cho ấm. Đấy, đây là một đôi giày nữa. Cái này cũng là của chị Hành ở Bình Phước đấy đúng không? Rồi. Rồi mua cho em cái quần này, quần để đi học. Đấy, có thêm một cái quần mới để đi học nữa nhá. Đấy. Ướm ướm vứa vào xem là nó dễ thương không? Đấy, rồi, ok. Đó, quần em đó. Đấy, cái quần đó là... Rồi. Áo được phải không? Một cái áo khoác đi gió này. Rồi, đi học đấy. Áo khoác vào cho nó đẹp đấy. Thấy chưa?
thử mặc vào cái, thử mặc vào cái ống ngoài, cởi cái áo ngoài nó đi. Đây là thanh niên này là vợ của cháu, vợ của em đấy. Được chưa, được chưa, đẹp quá. Đẹp chưa? Vừa đẹp luôn. Đấy, cái này gọi là bây giờ là đi ra ngoài là mấy thanh niên ấy cứ bảo là cô em áo đỏ là đẹp quá. Đẹp không em? Đẹp rồi. Đấy quý vị, chúng ta thấy là hàng xóm rồi, là các chị đứng đây thấy vui không? Đẹp không? Đẹp rồi. Rồi quần nữa đúng không? Rồi đó là quà của chị Hành tặng cho Phương Thảo nhé. Thì còn đây là của Phương này. Cái áo len này này. Đấy, Phương là cùng có một cái quần bò và một cái áo len đúng không? Đấy. Đẹp chưa? Rồi em Phương khoác cái áo len nó vào, áo thu đông nó vào xem đẹp không? Thôi mà không cần được thôi thì cứ cầm nó được. Ok. Được chưa? Con đấy quần của mấy chị Việt đi mua cho hai em đã tăng này. Mấy chị bạn đời chưa tăng. Đấy, đây là cái phần này là phần riêng nhá. Cái đầu cái những cái lúc này đã vừa trao ấy, đó là quà của cô Hành ở trong Bình Phước nhá, tặng cho hai cháu. Thế còn khi mà vợ của chú Khánh đi mua quà đấy thì cái biết là khi đến cái cửa hàng đó, cái shop đó là mua bảo là đây là mua đồ từ thiện đấy. Thì các chị ở trong cái shop đó lại tặng thêm cho các cháu nữa là hai cái quần bò này. Mấy, hai quần bò? Ba quần bò luôn. Đó. Đấy, tặng cho em Thảo hoặc là ai mang vừa thì lại. Rồi, đấy thì Thảo xem là mặc vừa thì dùng mặc nhá. Rồi. Đó. Tuyệt vời quá. Rồi. Hết quà chưa thầy? Hả? Hết rồi á? Rồi ok. Hết rồi thì nào ra đứng sáng sáng ngoài này ngắm một chút cho nó dễ thương nào. Đấy. Rồi ok, đứng đó được rồi, đẹp quá. Quý vị chúng ta nhìn thấy có đẹp không quý vị? Đấy. Hôm nay rồi mời quý vị ạ, hôm nay Khánh này tiếp tục là bằng một cái trang phục rất là dễ thương quen thuộc, đó là vẫn một chiếc ủng như ngày nào. Đấy, đang đi để mang cái tình yêu thương của các mạnh thường quân giúp đỡ cho đồng bào thiên tai lũ lụt đấy quý vị. Thế thì vừa rồi thì quý vị chúng ta đã cùng với Khánh trao những cái món quà rất là yêu thương mà chỗ chị Hành ở Bình Phước có gửi về để tặng cho cháu Phương Thảo. Cháu thấy đẹp không? Đẹp. Thích không? Rất thích đúng không? Em quay sát một chút cho mọi người chúng ta nhìn thấy này. Cái áo này thì rất là đẹp. Đấy, đội mũ lên nữa thì nó sẽ rất là ấm áp. Đấy, dễ thương quá. Ok nhá. Phường cũng có áo ấm, có áo mới rồi nhá. Ngoài ra thì như này này. Chị ơi, chị đứng vào đó luôn cho nó dễ thương, cho vui. Ông ơi, con mời bác ra đây một chút nhỉ. Dạ, yeah, ông đứng là đằng sau đang được. Ông đứng một bên này, đứng một bên này. Đứng đây, đây. Dạ. Yeah. Em trai Pháp đứng đây để anh công bố cái này cho em nghe. Em đứng cao cao, đứng trên cái thành nó cao cao, đứng đằng sau được. Đấy. Ok nhá. Thế thì quý vị ạ, hôm nay thì sau khi mà Khánh đã trao cái quà bằng hiện vật của chỗ chị Hành đấy. Ơ, đang còn một cái nữa. Trong bao, trong kia. Rồi. Ngoài những cái đồ dùng cá nhân rất là xịn sò của Nhật Bản, rồi những cái trang phục rất là đẹp, rất là thương hiệu để tặng cho cháu Phương Thảo đấy, với là cháu Phương ở đây rồi. Đấy là quà của chị Nghiêm Thị Hành ở Bình Phước đấy. Thì bên cạnh đó còn có một nhà hảo tâm ở bên Úc ấy, cháu nhá, đó là cô Mai Thị Thu Trang, có gửi về cho chú một cái khoản tiền đấy là 200 đô la Úc nhá, để tặng cho cháu một cái món quà rất là đặc biệt. Thì đây là món quà của cô Mai Thị Thu Trang. Cháu mở ra đây nhá. Cháu mở quà ra cho nó dễ thương nào.
Đấy. Cái gì đấy? Đấy. Đấy, cái gì đấy? Điện thoại. Ồ, một chiếc điện thoại rất là đẹp quý vị ạ. Đây. Samsung quý vị nhá. Đấy, rất là đẹp. Màu trắng rất là dễ thương, màu này là màu bạc, màu trắng sữa rất là đẹp. Này. Đây là món quà của cô Mai Thị Thu Trang ở trong ở bên Úc ấy nhá. Thì cái sản phẩm này nó đang còn đâu đó, cái hộp này là cái sản phẩm này là đang còn mới con nhá. Cháu cất cái hộp này giữ nguyên và cháu sử dụng trong vòng 1 tháng. Nếu có vấn đề gì đó trục trặc, cháu đưa xuống đến cửa hàng Thế Giới Di Động đấy. Bất kỳ cái cửa hàng nào của Thế Giới Di Động cháu đều được đổi mới 100% nhá. Và bảo hành thì trong vòng 1 năm. Được chưa? Đấy, đây là cái sản cô Mai Thị Thu Trang cũng rất là đồng cảm với cái hoàn cảnh của hai cháu ở đây. Đấy, cho nên là cô có tặng cho cháu một chiếc điện thoại vì biết là cháu chưa có điện thoại để dùng nhá. Cháu cảm ơn. Rồi, ok. Thì quý vị ạ, trong suốt những ngày vừa qua thì rất là nhiều quý khán giả chúng ta có comment trong những cái video của Khánh, cũng như là có nhắn tin và thậm chí có rất là nhiều người gọi điện cho Khánh nữa, hỏi là số điện thoại của cháu Phương Thảo. Thì xin thưa với toàn thể quý vị rằng là Phương Thảo là hiện nay chưa có điện thoại để dùng. Đấy, cho nên là Khánh không có số để cung cấp cho quý vị được. Với thứ hai nữa là trong cái lần trước đây thì Khánh cũng có nói với quý vị rồi, đó là hiện nay cháu Phương Thảo đấy đang trong cái độ tuổi ăn học, tuổi đang còn nhỏ lắm. Đấy, sáng học, chiều học. Đấy, cho nên là Khánh không tiền để cung cấp cái số điện thoại của cháu Phương Thảo cho quý vị. Bởi vì là khi mà Khánh đăng tải cái số điện thoại của cháu Phương Thảo lên trên cái video của mình ấy, thì sẽ rất là nhiều người ta sẽ gọi. Bởi vì Khánh đã rất là hiểu. Vì từ trước giờ thì khi mà Khánh đến kết nối với bất kỳ một cái hoàn cảnh nào cũng vậy, sau khi mà mình đăng tải cái số điện thoại của cái người mà mình kết nối để giúp đỡ lên ấy, thì cái người đó sẽ nhận được hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng ngàn cái cuộc điện thoại. Đấy, cụ thể như vừa rồi đây thì ở xã Đức Hóa đây là có em Phạm Văn Thành đấy. Đấy là một cái trường hợp rất là đáng thương mà vừa là bị tai nạn ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đấy quý vị. Khi đăng số điện thoại của em Thành lên là cả ngày em Thành chỉ nghe điện thoại thôi. Đấy, và khi mà nghe điện thoại như thế đấy, trong cái độ tuổi các em ở đây đang cái độ tuổi ăn học ấy, thì rất là ảnh hưởng quý vị ạ. Cho nên là cũng rất là mong quý vị thông cảm. Và nếu cô chú anh chị nào mà chúng ta thương yêu với cái câu chuyện của hai em Phương Thảo và em Phường, chúng ta có thể gửi những cái lời động viên bằng những comment trong video cùng với Khánh, hoặc là quý vị chúng ta có thể là liên hệ với người thân của các em, thì tới đây Khánh sẽ cung cấp cho quý vị cái số điện thoại của chỗ chị Nguyệt là chị dâu con bác là sát một bên cạnh nhà đây, hoặc là chỗ em Pháp là anh trai cả chỗ của hai em, để quý vị chúng ta có thể là liên lạc thăm hỏi quý vị nhé. Còn số điện thoại của Phường và của Phương Thảo thì xin phép quý vị là chúng ta là không cung cấp ở trên video. Chị thấy có hợp lý không? Hợp lý. Đúng không ạ? Để cho em nó học hành đúng không ạ? Em có những ngày hẳn đi 2 buổi thứ để điện thoại ở nhà cho cô không cho cầm đâu. Đúng rồi, cô không cho cầm. Dạ. Với thứ hai nữa là các em cũng đang nhỏ đó, cho nên là đang cái độ tuổi vị thành niên cũng còn đang rất là dài khờ. Có những người tốt thì không sao, nhưng mà có những cái thành viên, những thành phần mà xấu ấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các em. Đúng không chị? Đúng. Đó. Phương Thảo nhá. Chứ không phải là chú không muốn là cho mọi người số điện thoại của cháu đâu nhá. Nó đang nhẹ dạ cả tín á. Dạ. Mình cũng đề phòng cảnh giác đó. Vâng. Thì cái chỗ mà em Thảo ấy là con gái thì em nó cũng đang rất là ít tuổi. Và cái độ tuổi này là nó cũng rất là nhạy cảm. Cho nên là gia đình chúng ta cũng cố gắng quan tâm nó nhiều hơn. Chị hả? Dạ. Bác hề. Dạ. Mừng không em? Cháu thích không? Cháu rất là thích nhá. Thế thì quý vị ạ, ngoài những cái món quà bằng hiện vật mà các cô chú các anh chị là những mạnh thường quân chúng ta gửi về thông qua Khánh để tặng cho cháu Phương Thảo đấy và cháu Phường đấy, thì hôm nay còn có thêm là còn có thêm là 40 nhà hảo tâm quý vị ạ. Cháu nhá. Có 40 nhà hảo tâm gửi tiền về thông qua chú Khánh để giúp đỡ cho hai cháu nhá. Thì 40 nhà hảo tâm này đấy, thì lần trước là chú Khánh đã công bố
cái danh sách ở trên cái video của chú lại, nếu mà cháu hay xem tivi cháu mở lên là cháu biết. Chị có xem chưa? Chị xem rồi. À chị xem rồi á. Cái 40 là... cái lần trước là 35 người đúng không? Chị xem sau khi gọi điện cho em đó. À xem sau khi gọi điện. À, trong những ngày vừa qua thì Khánh thường xuyên kết nối với chỗ chị Nguyệt quý vị ạ để nắm bắt tình hình cũng như là lên cái kế hoạch, cái phương án thay mặt cho các mạnh thường quân để giúp đỡ cho các cháu. Thì chị xem rồi đúng không? Chị xem rồi. Thì hôm đó chị xem được bao nhiêu tiền? Chị xem được 80.700.000. Đúng rồi, 80.700.000. Thì hôm nay quý vị, hôm nay Khánh quay trở lại đây đấy, thì có thêm 5 nhà hảo tâm nữa. Lam Tí Hon đâu rồi? Đây. Hôm trước là sót mất là một nhân vật rất là tuyệt vời của chúng ta, đó là Lam Tí Hon. Đây là cái người mà trích ra cái tiền 2 triệu đồng. Đó, trong cái khoản tiền mà các mạnh thường quân giúp cho Lam. Đấy, một cái tấm lòng rất là cao cả, một cái nghĩa cử rất là nhân văn của em Lam để giúp cho hai cháu nhỏ đây, hai cháu mồ côi đây. Đấy. Thì hôm nay ngoài 35 mạnh thường quân mà Khánh đã công bố danh sách rồi đấy, thì hôm nay Khánh xin công bố thêm cho gia đình chúng ta được biết thêm 5 nhà hảo tâm nữa giúp cho hai cháu. Người thứ 36 đó là một mạnh thường quân có tên là Kiều Quyền ở bên Hàn Quốc ấy, có gửi về để giúp đỡ cho hai cháu là 2 triệu đồng. Nhá. Mạnh thường quân tiếp theo nữa là có tên là Vi Thúy Hường. Đó, gửi về để giúp cho cháu hai cháu thêm là 1 triệu đồng nữa. Rồi. Mạnh thường quân tiếp theo nữa là em Thanh hay em Thành gì đấy. Có tên đầy đủ là Lê Thị Hoa Thành hay là Hoa Thanh gì đấy. Là có gửi về để giúp cho hai cháu thêm 300 ngàn nữa. Nhá. Mạnh thường quân tiếp theo ở đây đó là chị Thu ở Đức Trọng, Lâm Đồng, Đà Lạt, Lâm Đồng ấy, nhá, gửi về để giúp cho hai cháu thêm là 3 triệu nhá. Rồi, thứ 39 ở đây đó là chị Tina Hoàng ở bên Mỹ đấy, cũng có gửi về cho chú Khánh để giúp cho các cháu thêm là 2 triệu 300 ngàn đồng nữa, nhá. Đấy, và cuối cùng đó là nhân vật đặc biệt của chúng ta, đấy, anh Lam Tí Hon, đấy, chàng trai đấy, nhá, chàng trai này là tuyệt vời lắm. Người Tí Hon nhưng một ý chí là rất là kiên cường, rất là to lớn ha. Ừ. Cho nên là nâng tổng số tiền mà các cô chú các mạnh thường quân chúng ta gửi về thông qua Khánh để giúp cho hai cháu ở đây lên đến là 91.300.000 đồng. Nhá. Ok. Rồi. Trong đó 2 triệu đồng là của cô Hành ở Bình Phước là mua quà tặng cho hai cháu rồi. Nhá. Rồi là 200 đô la Úc là mua điện thoại cho cháu rồi. Phần dư còn lại là tiền mặt. Được chưa? Bây giờ là tự tin nhá. Cố gắng học thật giỏi. À, cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng quan tâm, cái sự thương yêu của rất là nhiều nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước nhá. Và cái sự chăm sóc rất là tận tình của những người thân của mình như là bác ruột đây này, bác cả này, rồi chị dâu con bác này, rồi anh trai này và hàng xóm láng giềng ở đây. Ai cũng rất là thương hai cháu cả. Cho nên là mình cần phải cố gắng lên nhá. Chú biết rằng là các cháu rất là lo lắng khi mà ba mẹ mất rồi. Nhà thì rất là nghèo. Cho nên là cũng muốn đến trường là cũng một cái điều là rất là khó khăn. Thì cũng may là được mọi người yêu thương và hôm nay được các mạnh thường quân chia sẻ nữa. Cho nên là cũng có thêm cái sự tự tin để cho các cháu học tập nhá. Thế thì quý vị ạ, vừa rồi thì Khánh đã thay mặt cho toàn thể quý vị chúng ta trao những cái món quà rất là đặc biệt cũng như là công bố cái số tiền mà các cô chú chúng ta gửi về để giúp đỡ cho hai cháu Phương Thảo và cháu Phường. Thì hôm nay Khánh trong cái lúc này đây đấy thì có sự chứng kiến của bác ruột là bác cả của hai cháu, rồi anh trai cả, rồi chỗ chị dâu con bác nữa và đông đảo hàng xóm láng giềng ở đây. Thì Khánh cũng muốn là mời quý vị chúng ta lắng nghe đôi lời cảm nhận của những người thân trong gia đình của hai cháu. Quý vị nhá. Tôi là ông bà, tôi rất cảm ơn là trong nước và ngoài nước của cả cái người là ủng hộ cho cháu, cho con, cho gia đình, dạ, con cháu của tôi. Dạ. Thì tôi rất cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Vâng, bác tên là gì hả? Là Nguyễn Văn Thần. À, bác Nguyễn Văn Thần à? Ừ. Dạ, bác Thần là năm nay cũng còn thiếu một tuổi là tròn 70 quý vị ạ. Dạ, là người bác ruột của hai cháu đấy. Thì
thì cũng rất là mộc mạc, chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các mạnh thường quân. Chúng ta đã yêu thương và dành những cái tình cảm đặc biệt để giúp đỡ cho hai cháu Phương Thảo và cháu Phương. Quý vị và những người mà trong suốt thời gian vừa qua đấy, Khánh đã kết nối liên lạc rất là nhiều để có những cái kế hoạch, những cái phương án để giúp đỡ cho hai cháu Phương Thảo và cháu Phương ấy là chỗ Trì Nguyệt. Hôm nay thì khi mà Khánh đến đây để trao cái tình cảm của quý vị đấy, giúp cho hai cháu Phương Thảo, thì Trì Nguyệt cũng chắc là cũng sẽ có những cái tâm sự nha. Có đôi lời muốn bày tỏ với tất cả mọi người. Trước khi ta chị, tôi là chị dâu con bác của hai em, là tôi cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều của những các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai em con chú của tôi, của chúng tôi. Thì tôi rất mừng và cũng rất phấn khởi và có một cái nguồn tài chính để giúp đỡ cho hai em học hành về sửa sang lại nhà cửa. Thì tôi rất cảm ơn các nhà về cảm ơn vợ chồng của chú Khánh đã đến giúp gia đình hai em, rồi là tôi là cùng một người giúp hai em, rồi đỡ đâu rồi cùng đồng hành với hai em cái mà hai em đang dạy. Thì có anh Hàn Viên, rồi là có chị là gì đó là chị em là có dư cùng là giúp hai đứa để cho hân kỳ ra lại cho hân ấm áp, với là hân kín đáo cái mà mưa gió bao lù là hân hân quá nhiều. Ok. Hôm nay quý vị ạ, hôm nay thì khi mà Khánh đến đây để công bố cái số tiền các mạnh thường quân chúng ta gửi về để giúp đỡ cho hai cháu Phương Thảo và cháu Phường đấy, thì Khánh cảm nhận được cái niềm vui rất lớn trên nét mặt của những người thân trong gia đình của hai cháu, từ chị dâu con bác đến từ đến Bắc Cả, rồi là đặc biệt đó là cái sự vui mừng của hai cháu, đó là chỗ cháu Phường và cháu Phương Thảo. Thì trong lúc này đây thì chắc là Phương Thảo cũng muốn nói đôi lời đúng không ạ? Dạ, cháu cảm ơn các nhà hảo tâm, rất là cảm ơn chú Khánh rất nhiều. Đã giúp đỡ cho em. Rồi, chị cứ bình tĩnh để cho em nói cho dễ thương. Đã giúp đỡ cho gia đình em. Dạ. Bây giờ có số tiền này rồi thì cháu có mừng không? Dạ, có. Tự tin để học tập nhá. Dạ. Rồi, thế thì quý vị ạ, như vậy thì về cái việc mà công bố cái số tiền cho gia đình biết thì là cũng là Khánh đã chia sẻ rồi. Và bây giờ thì Khánh xin được khép lại cái video này ở đây. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã quan tâm, ủng hộ, theo dõi và đồng hành cùng với Khánh. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân chúng ta đã tin tưởng và đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho những mạnh đời kém may mắn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Khánh xin kết thúc video này ở đây và mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh theo dõi một cái video tiếp theo, đó là về cái nội dung Khánh làm việc với những người thân trong gia đình của cháu Phương Thảo và cháu Phường về việc sử dụng cái số tiền 91.300.000 đồng này như thế nào để phục vụ cho công việc học tập hay là cuộc sống của hai cháu Phương Thảo và cháu Phường quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ đón xem ở video tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì xin kết thúc.